chiều 10 tháng 11, tại Bình Định tiếp tục có mưa nặng hạt, gió mạnh dần lên. Sóng biển có lúc cao 4-6 mét liên tiếp đánh vào bờ, uy hiếp tuyến đường ven biển xã Ngân Hải, thành phố Quy Nhơn. Gần 300 người, gồm dân quân, bộ đội, công an và người dân chung tay gia cố 2 km bờ kè bị sập do bão số 5 Atmo. Cũng tại khu vực này, 179 hộ dân ven biển đã di dời đến nhà người thân, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế để tránh bão nát ri đổ bộ. Tại thôn Vĩnh Thạnh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, chủ nhà nghỉ Hoa Hồng quyết định mở cửa miễn phí để người dân đến tránh trú bão. Anh Trần Văn Ngang, chủ nhà nghỉ cho biết, bão số 5 vừa qua đã gây thiệt hại đáng kể cho người dân địa phương, có người bị thương vì nhà hư hỏng, không đảm bảo an toàn. Bão số 6 Nagri được dự báo lớn nhất từ đầu năm, tiềm ẩn nguy hiểm, trong khi tại địa phương còn nhiều người đang sinh sống trong những căn nhà không đảm bảo an toàn. Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho người dân địa phương khi bão Nagri đổ bộ, anh quyết định mở cửa cơ sở kinh doanh lưu trú của mình, đón bà con đến tránh bão. Hành động ý nghĩa của chủ cơ sở kinh doanh lưu trú trong bão. Tôi đã xin phép chính quyền. Nhà nghỉ chỉ có hơn chục phòng, trong thời gian này không đón tiếp khách mà tôi dùng để hỗ trợ người dân dùng tâm bão, người ở địa phương, gia đình có người già và trẻ nhỏ hoàn cảnh khó đến tránh trú bão, anh chia sẻ. Tôi xin rước mọi người về tránh bão, mọi chi phí tôi chịu hết. Qua cơn bão mọi người có thể về lại nơi cư trú của mình. Nếu đi lại khó khăn, tôi xin hỗ trợ chở mọi người đến và đi tận nơi, anh chia sẻ. Theo anh, ngoài việc miễn phí tiền nhà nghỉ, người dân đến trú bão sẽ được hỗ trợ về thức ăn, nước nóng nếu có nhu cầu. Tôi cũng không biết bà con ăn gì nên đã mua sẵn mì gói, sữa để dự trữ. Mọi người cứ gọi vào số điện thoại của tôi 0348378219 để được đón tiếp, anh nói. Trong sáng 10 tháng 11, đã có 3 gia đình đến trú bão, họ đều có con nhỏ. Chiều cùng ngày, thêm nhiều người đã đăng ký, dự kiến tới tối sẽ dọn đến ở. Ngày 10 tháng 11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 13 giờ, bão số 6 đang cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 170 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 19 -100 giờ, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Để ứng phó với bão số 6, các tỉnh Nam Trung Bộ đã lên kế hoạch di dời 45.000 hộ dân với hơn 180.000 nhân khẩu ở những khu vực cửa sông, vùng sạt lở, trên các bè nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn.